Bài đọc một chúng ta đã nghe ngay câu đầu tiên, Chúa phán khốn cho các mục tử làm chẳng mát và xô xé đàn chiên ta. Tại sao vậy? Làm chẳng mát và xô xé tức là có cái sự giận ghét, có cái sự theo ý riêng của mình, có những lời nói xấu, có phân biệt đối xử, vân vân. Và nếu như người ta không được ai đến thân thì đã thấy đau khổ rồi, mà lại còn bị ghét, bị bỏ, bị ruồng rẫy thì ắt là phải đau khổ thật nhiều. Và chính vì thế mà bài Phúc Âm nói với chúng ta về cái tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Trong bài đầu tiên là thuật lại việc Chúa bảo các tông đồ hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Thấy các ông mệt và Chúa quan tâm đến, Chúa dạy các ông phải nghỉ ngơi. Chúa cũng dạy chúng ta cũng phải có thời giờ cho tâm hồn. Kiểu nhiều khi bận rộn quá, và thực sự mà nói vì ở đâu cũng có đau khổ, nhưng mà cái đau khổ ở bên Hoa Kỳ chúng tôi vừa qua đó mà thấy được, đó là người ta có thể nói tóm lại cuộc sống của họ đó là công việc, công việc và công việc. Để rồi người ta có thể nói bị làm nô lệ cho công việc của mình mà không có thời giờ dành cho nhau. Qua bên đó cái chuyện mà không biết người hàng xóm của mình là ai, tên là gì, là chuyện ở đâu cũng thấy. Đi đâu công việc xong về nhà, đóng cửa lại, rồi ăn rồi ngủ, rồi giải trí, và không có giờ cho người hàng xóm. Rồi sau đó thì câu chuyện kể tiếp, và bởi vì Chúa thấy các tông đồ không có thì giờ ăn uống, tức là một cái lòng nhiệt tình lo cho dân Chúa, Chúa mới kéo các tông đồ đến một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà rồi khi đến nơi thì người ta đi bộ kéo nhau đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Và ở đây chúng ta quay lại với những người già ở nhà, những lão bên thủy điện nghe một tiếng động quay mặt ra, ai đây đến thăm mình? Vậy thì lúc ra khỏi thuyền, Chúa thấy dân chúng thật là đông thì động lòng thương, vì họ như người, như đàn chiên không có người chăn. Và thực sự là như thế, cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Và ngay cả trong những lúc đó, chúng ta đừng quên rằng có một ai đó mà chúng ta bỏ rơi. Chúng ta đến với người ta thì lúc đó cuộc đời chúng ta nó sẽ vui vẻ lên ngay. Trong bài đọc 2 chúng ta đã nghe thấy Thánh Phaolô nói về việc Chúa làm, người đã làm cho họ nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù. Và trong gia đình của chúng ta có một cái chuyện gì đó bất thường. Nếu như là một người cha người mẹ thì thấy đứa con nó suốt một chút thì mình lo, và thấy cái lo của đứa con đó, thấy cái đau của đứa con như là đau của mình. Thế nhưng mà quả thực nhiều khi tiền của không thiếu, nhưng mà thiếu cái sự quan tâm đến nhau này. Và khi mà có một cái xung đột, bất kỳ xung đột lớn nhỏ thế nào đó, đừng bảo là tại ai, mà hãy đánh lực đối tại tôi mọi lần. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đau khổ vì bỏ Chúa. Mà Chúa đã làm gì? Chúa đã không mặc kệ chúng mày, bỏ tao thì khổ thì ráng mà chịu. Nhưng mà Chúa đã đến với chúng ta. Và ngay cả trong những lúc đau khổ nhất, đừng quên rằng khi chúng ta đổ lỗi cho người khác, chúng ta đang làm cho mình khổ và làm cho người khác khổ nữa. Khi mà thấy có một ai đó gặp sự xui xẻo mà ta vui mừng, đáng lắm, ta đang giết tâm hồn của mình.
Đừng quên Chúa Giêsu trên cây thập giá bị người ta đóng đinh, đau khổ vì ruồng bỏ, nhưng mà trái tim của Chúa thấy cái khổ của họ, thấy cái chết của họ và cầu nguyện: Này Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta đừng để tạ ơn Chúa yêu thương chúng ta, không bỏ rơi chúng ta, kể cả khi chúng ta ruồng bỏ Chúa, đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn của mình, là con đường để đi đến hạnh phúc thực sự. Đó là con đường của tình yêu, con đường của liên hồn. Khi mà chúng ta đau khổ với cái đau khổ của người khác, kể cả cái người làm hại chúng ta, thì lúc đó trong lòng chúng ta sẽ luôn luôn cảm nhận được sự bình an của nước trời và niềm vui của một tâm hồn biết cho đi. Là Chúa chúng con đi tìm hạnh phúc mà quên rằng hạnh phúc đó từ sự hiện diện của Chúa trong lòng chúng con. Chúng con càng sống quên mình cho tha nhân thì Chúa càng hiện diện thấm thiết hơn, sâu đậm hơn. Và ai có Chúa ở cùng, người đó sẽ không bao giờ cảm thấy được sự đau khổ. Bởi vì trong tình yêu không có đau khổ, mà giả như có đau khổ đi chăng nữa thì cái đau khổ đó lại đáng yêu.